Tập 134. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh giải. Phật Bồ Tát bảo chúng ta rất đơn giản, chỉ cần quý vị buông phân biệt chấp trước xuống sẽ có thể giống như Ngài. Vì sao? Vì đó là bản năng của quý vị. Quý vị vốn sẵn có, chẳng hiếm hoi lạ lùng tí nào. Quý vị cũng vốn sẵn có trí huệ của Phật Bồ Tát. Chỉ cần buông những thứ ấy xuống là được. Công phu chân chánh chẳng phải là điều gì khác, chỉ là buông xuống. Chúng ta niệm kinh, niệm kinh sẽ có thể khai trí huệ ư? Đúng vậy, biết niệm sẽ khai trí huệ, không biết niệm sẽ tăng trưởng phiền não. Biết niệm là gì? Là khi niệm kinh buồn phân biệt chấp trước xuống. Đó là biết niệm. Khi niệm kinh hễ còn có phân biệt chấp trước thì là chẳng biết niệm. Niệm kiểu đó không chỉ chẳng thể đoạn phiền não mà còn sanh ra phiền não. Phiền não gì vậy? Là sở tri chướng. Quý vị đã có phiền não chướng, nay lại có thêm sở tri chướng. Sai mất rồi. Do đó, Mã Minh Bồ Tát đã dạy chúng ta ba nguyên tắc trong niệm kinh, chúng ta phải ghi nhớ. Niệm kinh, thính giáo, tức là nghe giảng, đều phải tuân thủ các nguyên tắc ấy. Nghe giảng, đừng chấp trước tướng ngôn thuyết. Đừng chấp trước tướng danh tự. Đừng chấp trước tướng tâm duyên. Trong tâm quý vị trở nên có phân biệt, trở nên chấp trước, đừng suy nghĩ. Hãy nhất tâm nghe kinh, quên sạch những ý niệm khác, đều buông xuống. Đó gọi là biết nghe. Nghe kinh là như vậy, có thể đắc định, có thể khai ngộ. Kẻ chẳng biết nghe ấy chính là lũ phàm phu chúng ta mong nghe giảng. Nghe người ta giảng nói như thế nào, bèn nhớ kỹ từng câu trong lòng. Hệ thuận với ý mình thì bèn sanh tâm hoan hỷ, hệ trái với ý nghĩ của mình bèn phê bình. Đó gọi là sanh phiền não. Quý vị nghe giảng hoặc đọc xong, tâm sanh mừng, giận, buồn vui, sanh khởi những thứ ấy. Người thật sự biết nghe sẽ đạt được gì? Đạt được thanh tịnh, bình đẳng giác, đạt được những điều ấy. Đó là biết nghe. Nói cách khác, nghe kinh lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng tâm duyên, lìa tướng danh tự. Đó là thanh tịnh, bình đẳng giác. Khi đọc kinh, trở nên chấp trước tướng văn tự. Văn tự là phù hiệu ngôn ngữ. Mã Minh Bồ Tát dạy chúng ta đừng chấp trước tướng ngôn thuyết, chúng ta cũng đừng nên chấp trước văn tự, mà cũng đừng chấp trước tướng danh tự. Cũng chớ nên phân biệt, chẳng cần suy nghĩ câu này có ý nghĩa gì, câu kia có ý nghĩa gì, chẳng cần phải suy nghĩ. Đọc kinh như vậy sẽ có thể đắc thiền định. Sẽ có thể khai ngộ. Vì thế biết và không biết có quan hệ rất lớn. Thứ gì quý vị cũng đều hiểu, hãy nắm lấy nguyên lý và nguyên tắc của chúng. Vì sao ta nghe kinh? Vì sao ta đọc kinh? Nhằm khai ngộ, nhằm tu tâm thanh tịnh. Chúng ta cùng nhau cộng tu 2 tiếng đồng hồ, cùng nhau chia sẻ.
Có phải là trong 2 tiếng đồng hồ ấy tâm địa thanh tịnh, chẳng có tạp niệm xen vào đó, nhất tâm nơi kinh giáo hay không? Nếu như thế thì đúng. Nghe kinh giáo mà chẳng chấp trước kinh giáo thì đúng, hoàn toàn đúng. Đến khi thuần thục xác thực là cảnh chuyển theo tâm, công phu của quý vị sâu xa. Công phu sâu là gì? Ý niệm thật sự tương ứng với tự tánh. Phiền não, tập khí dần dần nhạt mỏng. Dần dần tiếp cận trí huệ và đức tướng trong tự tánh. Tự tánh khởi tác dụng. Này chúng ta chẳng khởi tác dụng, vì sao? Vì chúng ta rất gần với phiền não tập khí. Cho nên tánh đức chẳng khởi tác dụng. Chuyện này không quan trọng cho lắm. Thời gian chúng ta nghe kinh quá ít, công phu chẳng đủ. Vì thế thực sự có hoàn cảnh tu học, mỗi ngày có thể nghe kinh 10 tiếng đồng hồ. Tôi tin tưởng là 3 tháng hay nửa năm quý vị sẽ biến đổi. Phương pháp ấy hết sức hữu hiệu đối với người căn tánh trung hạ. Nay chúng ta gọi họ là phần tử trí thức. Phần tử trí thức tu học phương pháp ấy đặc biệt có hiệu quả. Quý vị bảo phần tử trí thức tham thiền không được vì họ chẳng thể định. Bảo họ niệm Phật cũng không được, họ chẳng niệm được. Vọng tưởng tạp niệm quá nhiều. Vì thế người bình phàm có 2 căn bệnh lớn. Một là hôn trầm, 2 là lao chao. Hôn trầm là gì? Là tinh thần chẳng thể phấn chấn được, ngồi lâu bèn ngủ gà ngủ gật, ngủ mất tiêu. Không chỉ ngồi mới ngủ mà đứng cũng ngủ. Thuở chúng tôi còn trẻ xuất gia, công khóa sáng tối lên chánh điện tụng kinh, mọi người xếp hàng đứng vào chỗ, liền nghe có người ngáy, đứng ngay ở đó mà ngáy. Hôn trầm mà. Lão hòa thượng dùng hương bản đập người ấy, người ấy cứ đứng đó mà ngủ. Còn có người công phu giỏi hơn nữa, vừa đi vừa ngủ, đi nhiễu Phật. Khi đi nhiễu Phật họ cái o o rất lợi hại. Do đó đấy là tật xấu. Một căn bệnh khác là gì? Tâm chẳng thể định, chẳng ngủ gục, tinh thần tốt lắm, vọng niệm rất nhiều. Đó gọi là trạo cử. Phật môn nói 2 thứ tập khí phiền não ấy rất nặng, đều khiến cho tâm chẳng định được. Đối với kẻ chẳng thể định tâm thì Đức Phật dùng phương pháp tu định để giúp đỡ họ. Đối với kẻ chẳng thể phấn chấn tinh thần hôn trầm, có một cách là bảo kẻ ấy nhiễu Phật, kinh hành. Khi kinh hành kẻ ấy vẫn ngủ gà ngủ gật thì còn có một cách nữa là bảo kẻ ấy lạy Phật. Vì thế trong Phật môn, đối với hạng người đó, Lão Hòa Thượng quy định công khóa của họ là mỗi ngày 3000 lạy. Ba ngàn lạy thì gần như là 7-8 tiếng đồng hồ. Đúng vậy, làm như thế có thể chữa khỏi tật xấu của kẻ ấy.
Trong Kinh Tiểu Thừa, trong tám tướng thành đạo có tướng Hàng Ma, trong Kinh Đại Thừa chẳng có. Kinh Đại Thừa dạy, vì Ngài chẳng phân biệt, nên chẳng có Phật mà cũng chẳng có ma. Phật và ma chẳng có sai biệt, hoàn toàn do chính mình dụng tâm. Tâm của chính mình thanh tịnh, thiện lương, thì ma cũng là Phật. Tâm của chính mình chẳng thanh tịnh, bất thiện, Phật cũng là ma. Nói thật ra, hiện tượng bên ngoài chẳng có đúng, sai, thiện, ác, mà cũng chẳng có chân, vọng, tà, chánh. Đúng, sai, thiện, ác, chân, vọng, tà, chánh đều là do tâm của chính chúng ta. Tâm chúng ta phản ứng. Điểm này rất quan trọng. Nếu chúng ta muốn thấy Phật, quý vị thật sự tu tâm thanh tịnh, tu một bầu thiện tâm. Thiện tâm là gì? Là trong mỗi niệm tâm luôn vì hết thảy chúng sanh khổ nạn thì là thiện tâm. Hễ có một niệm vì chính mình, tâm ấy bất thiện. Trong một niệm ấy, hễ có nhân tố của vô lượng phiền não xen lẫn, sẽ là ô nhiễm bất thiện. Vì thế, điều quan trọng đối với chúng ta là phải sửa đổi ý niệm. Trước kia chẳng dễ gì sửa đổi ý niệm, nay đã dần dần hiểu. Hiểu điều gì? Vạn sự vạn vật trong khắp pháp giới hư không giới do tâm tánh của chính mình biến hiện ra, có cùng một thể với chính mình. Nên chẳng còn chấp trước thân này là ta. Ta là gì? Khắp pháp giới hư không giới là ta. Chẳng phải là coi người khác giống như chính mình, mà là người khác và ta thực sự là một thể. Trong Kinh Đại Thừa, Đức Phật giảng, tự tánh của chúng ta giống như biển cả, nên gọi là tánh hải, dùng tỷ dụ ấy. Quý vị, tôi, người khác do đâu mà có, là bọt nước trồi lên trong biển cả. Nếu quý vị giác ngộ, dẫu bọt nước nhiều đến đâu đi nữa vẫn là một biển cả, là một với chính mình. Ngộ rồi thì biển cả là chính mình, hễ mê thì ngỡ bọt nước là chính mình. Quý vị, tôi và người khác biến thành đối lập, đó là mê. Trong kinh Đức Phật đã giảng rất rõ ràng. Chúng ta cũng niệm rất thuần thục, nhưng chẳng liễu giải ý nghĩa thật sự. Chẳng hạn như trong kinh dạy, mười phương ba đời chư Phật cùng chung một pháp thân. Một thân đấy nhé. Thân gì vậy? Thân ấy là chân thân, tức pháp thân. Vì thế giáo hạ mới thường nói, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Vô minh đã phá, liền chứng đắc pháp thân. Vô minh là gì? Khởi tâm động niệm. Vốn chẳng khởi tâm, không động niệm, pháp thân liền hiện tiền. Pháp thân là gì? Khắp pháp giới hư không giới là chính mình. Đó là pháp thân.
Pháp thân bất sanh bất diệt, Pháp thân chẳng đến chẳng đi. Công phu tu hành chẳng có gì khác, buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước mà thôi. Đó là tu hành nghiêm túc. Người thường thường căn buông gì xuống, khởi tâm động niệm. Người ấy buông khởi tâm động niệm xuống, đương nhiên phân biệt chấp trước đều chẳng còn. Chúng ta biết phân biệt sanh từ khởi tâm động niệm, chấp trước sanh từ phân biệt. Không khởi tâm không động niệm, đương nhiên chẳng có phân biệt chấp trước. Bậc thường thường căn dùng công phu ấy, bất luận trong cảnh giới nào, họ đều có thể tiếp xúc. Nào ngại vạn vật thường vây quanh, họ đều tiếp xúc, nhưng chẳng khởi tâm, không động niệm. Đó là công phu của Pháp thân Bồ Tát. Khởi tâm động niệm, chẳng có phân biệt chấp trước, đó là công phu của Bồ Tát. Khởi tâm động niệm phân biệt chẳng có chấp trước, đó là công phu của A-la-hán và Bích-chi-phật. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, vọng tưởng phân biệt chấp trước toàn bộ đều có, đó là lục đạo phàm phu. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn nhằm tu gì? Tông môn nói tu không động tâm, tu vô tâm trong vạn vật, tu điều ấy, tu vô tâm trong vạn vật, tu ngay trong vạn vật, chẳng khởi tâm không động niệm, chẳng phân biệt không chấp trước, đó là tu hành thật sự. Người tu hành thì tâm vĩnh viễn thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Đó là tự thọ dụng, đối với người, đối với Phật, đại từ đại bi. Đại từ đại bi là gì? Người ấy dùng cái tâm bình đẳng. Đối với hết thảy chúng sanh, chẳng có lòng yêu thương thiên vị, ưa chuộng riêng một ai, chẳng có, hoàn toàn là bình đẳng, cùng với chính mình là một thể. Đó là chân tu. Trong thời đại hiện tiền, tai nạn hiện tiền cũng có lợi. Chúng tôi cũng thường nói, đại tai nạn hiện tiền khơi gợi nhiều người giác ngộ. Chúng ta phải tự mê hoặc điên đảo quay lại, quyết định trở nên làm chuyện tự tư tự lợi. Phải đối đãi bình đẳng, phải cư xử hòa thuận, phải có thái độ coi hết thảy chúng sanh là những người đồng hội đồng thuyền với chúng ta, hãy nên giúp đỡ lẫn nhau. Hiện thời trên khắp địa cầu xuất hiện rắc rối. Địa cầu giống như một chiếc thuyền trong vũ trụ. Chúng ta ngồi cùng thuyền thì phải giúp đỡ nhau, chứ nên còn phân biệt anh, tôi, người khác. Vạn vật là một thể, vạn vật là một nhà.
phải thành tâm thành ý hỗ trợ hợp tác. Chúng ta sửa đổi ý niệm như thế, quý vị phải biết tai nạn sẽ hóa giải. Vì sao? Vì vật chuyển theo tâm, hoàn cảnh liền chuyển theo tâm. Hoàn cảnh hiện thời rối ren đến mức độ này là vì sao? Vì mỗi cá nhân tự tư tự lợi, chỉ biết có chính mình, chẳng nghĩ đến người khác, thậm chí khởi tâm động niệm đều là tổn người lợi mình. Nên mới biến địa cầu thành ra nông nổi này. Các nhà khoa học gia cho biết, vật chất trong vũ trụ là giả, chỉ có ý niệm. Ý niệm là gì? Ý niệm là thức. Nhà Phật nói, tâm hiện thức biến. Tự tánh có thể sanh, có thể hiện, nhưng nó chẳng biến đổi. Còn thức sẽ biến. Thức là gì? Là ý niệm, chuyển biến theo ý niệm. Ý niệm là chúng sanh trong 10 pháp giới, chúng sanh trong lục đạo. Tâm địa của chúng sanh trong 4 thánh pháp giới đều thanh tịnh, vì họ chẳng có phân biệt chấp trước. A-la-hán và Bích Chi Phật chẳng có chấp trước. Cao hơn nữa là Bồ-Tát và Phật chẳng có phân biệt. Vì thế, các ngài thanh tịnh, đó chính là tịnh độ. Tịnh độ của Thích Ca Mâu Ni Phật, lục đạo luân hồi là uế độ. Chúng sanh luân hồi trong lục đạo có phân biệt, có chấp trước, lại còn phân biệt chấp trước vô cùng nghiêm trọng. Hiện thời, toàn thể phân biệt chấp trước đều là sai lầm, đều bất thiện, vi phạm toàn bộ 10 điều lành do Đức Phật đã dạy. Do đó, thế giới hiện thời là thế giới thập ác, giết, trộm, dâm, dối. Ác khẩu, nói đôi chiều, nói thêu dệt, tham sân si, toàn là những thứ ấy, toàn bộ. Ngược lại, những người thật sự tu thập thiện nghiệp, chẳng giết, chẳng trộm, chẳng dâm, chẳng nói dối, chẳng nói đôi chiều, chẳng nói thêu dệt, chẳng ác khẩu, chẳng tham, chẳng sân, chẳng si, quá ư là ít. Đúng là trong 1 vạn người khó tìm được 1 kẻ. Sở dĩ thế giới biến thành như vậy, sở dĩ xã hội biến thành như vậy, chúng ta phải biết, chẳng phải do nguyên nhân nào khác, mà là do ý niệm của cư dân trên địa cầu, do ý niệm của chúng sanh trên địa cầu. Chúng ta có thiện niệm thì địa cầu ngay lập tức khôi phục bình thường. Nếu vẫn chẳng biết quay đầu thì tai nạn còn nghiêm trọng hơn. Tai nạn trong hiện thời vừa mới khởi đầu. Chẳng phải đến mức này là xong, hiện thời mới vừa bắt đầu. Sau này sẽ còn nhiều rắc rối to lớn. Vì thế chúng tôi hy vọng các đồng học học Phật, bất luận là học từ truyền hình vệ tinh hay là học từ Internet, chúng ta cùng học một bộ kinh Vô Lượng Thọ, cùng niệm câu A-di-đà Phật. Hãy noi theo lý luận trong kinh giáo, biến lý luận thành tư tưởng của chúng ta, biến giáo huấn trong kinh điển thành hành vi của chúng ta.
Tôi tin tưởng là các đồng học chúng ta số lượng chẳng ít. Các đồng học Tịnh Tông trên toàn cầu đều có thể làm như vậy, sẽ có cống hiến rất lớn đối với thế giới. Vãn hồi kiếp vận. Các nhà khoa học nói chỉ cần có 8.000 người là đủ. Tôi tin tưởng chúng ta chắc chắn không chỉ có 8.000 người, mà còn vượt qua con số đó. Chúng ta phải có tín tâm, phải có đại nguyện, nhất định thực hiện từ chính mình, toàn tâm toàn lực thực hiện. Điều quan trọng nhất là biết chân tướng sự thật. Thân chẳng phải là ta, linh tánh là ta. Thân có sanh diệt, linh tánh chẳng diệt. Biết linh tánh chẳng diệt thì quý vị sẽ coi trọng định luật nhân quả. Chúng ta chưa vượt thoát 10 pháp giới, thì chắc chắn không thoát khỏi định luật nhân quả. Trong 10 pháp giới, thiện nhân thiện quả, ác nhân ác báo. Chúng ta quyết định chẳng kết ác duyên, quyết định chẳng tạo nhân ác. Chúng ta chỉ có một mục tiêu, một phương hướng, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân cận A Di Đà Phật. Đã thành tựu trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là như kinh đã dạy, chúng ta phải báo ơn cha mẹ. Cha mẹ sanh ra thân thể này, chúng ta mới có duyên tiếp xúc Phật Pháp. Phải báo ơn Phật, Bồ Tát. Nếu Phật, Bồ Tát chẳng giáo huấn, thì đời này chúng ta làm sao có thể thành tựu được? Dùng phương pháp gì để báo ơn? Chính mình thành Phật. Sau đây, phỏng theo chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ, cũng trụ trong khắp pháp giới hư không giới, giống hệt như kinh đã dạy, dùng vô lượng trí huệ, vô lượng thần thông đạo lực để ứng hóa trong 10 pháp giới, giúp đỡ hết thảy chúng sanh còn chưa giác ngộ. Đó là báo ơn chân chánh. Báo ơn cha mẹ đời đời kiếp kiếp. Báo ơn Phật Như Lai và ơn Thầy.